Con mình được 22 tháng tuổi rồi. Làm thế nào để phát triển vốn từ vựng của con? Làm thế nào để cho con mình nói nhiều hơn? Làm thế nào để cho con mình thông minh hơn? Các bậc phụ huynh hãy theo dõi video ngày hôm nay nhé. Xin chào các bậc phụ huynh, chào mừng các bậc phụ huynh đến với kênh YouTube của bác sĩ Dương. Và các bậc phụ huynh đang theo dõi series hướng dẫn với con khoa học từ 1 cho đến 18 tuổi. Và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta đang thảo luận những cái vấn đề về nuôi con ở độ tuổi là 22 tháng tuổi. Chúng ta đang tìm hiểu về cách làm thế nào để tăng cái vốn từ vựng của con lên ở độ tuổi này. Ở độ tuổi này thì con bạn vô cùng nhí nhảnh, hàng ngày bé học hàng tá những từ mới và bé sẽ ghép những cái từ mới vào với nhau. Và bé thường nói những cái câu mà chứa khoảng từ 2 cho đến 3 từ như là mẹ đi thôi, bi ăn cơm, hoặc là bi thích ăn cá, con gà mái, con chó sủa. Những cái từ vựng rất là hay và bé dường như là không bao giờ ngừng nói. Con liên tục là phát triển cái vốn từ vựng của mình và con rất thích là trò chuyện, liên tục tham gia vào những cuộc trò chuyện. Đó là một cái biểu hiện rất tốt để là con đang tập nói và đang phát triển cái vốn từ vựng của mình. Hãy nhân cái dịp này, các phụ huynh hãy tăng cường cái trí nhớ của con và phát triển cái khả năng ngôn ngữ của con bằng một số các bài tập là vô cùng cần thiết. Mặc dù là có những lúc các bé nói mà bạn không thể hiểu được ý của con đang muốn gì, nhưng các bạn hãy mỉm cười và gật đầu, khích lệ con, động viên con nói nhiều hơn. Và nếu như con đang gặp khó khăn về vấn đề diễn đạt, đừng ngần ngại, hãy nhắc con một vài từ. Việc đó có thể giúp cho con cảm thấy tự tin hơn và học được từ mới nhanh hơn. Một cái mẹo nữa đó là khi các bạn làm các công việc hàng ngày như là mẹ nấu cơm, mẹ quét nhà, mẹ rửa bát, mẹ đi tắm, các bạn hãy miêu tả nó thành những cụm từ đơn giản để cho con nghe. Khi mà con nghe được những cụm từ đó thì con sẽ mở rộng vốn từ vựng của mình nhanh hơn và con sẽ biết nói nhiều hơn. Sau đây là 4 cái bài tập có thể giúp cho con phát triển cái từ vựng của mình nhanh hơn. Bài tập số 1 đó là các bạn hãy dành thời gian và tạo ra một cái thói quen, đó là đọc sách cho con mỗi ngày, đọc cho con những câu chuyện cổ tích và bắt con học thuộc lòng lại những cái câu nói hay và những câu nói bổ ích ý nghĩa trong cuốn sách. Bài tập số 2 đó là các bạn hãy sử dụng những cái thẻ flashcard, những cái thẻ mà thẻ flashcard lật nó sẽ có hình ảnh và có những cái từ vựng ở phía trước và giúp con là củng cố cái vốn từ vựng của mình, hoặc là sử dụng một vài các cái trò chơi khác để rèn luyện cái trí nhớ cho con. Chi tiết sẽ trong một video lần tiếp theo. Vấn đề thứ 3 đó là tất cả những gì bạn nói sẽ là bài học dành cho con. Vì vậy các bạn hãy hết sức cân nhắc cái ngôn từ của mình. Rất có thể khi bạn nóng tính, bạn mắng hay bạn chửi bậy thì con có thể học được những câu nói, và không ai biết là con sẽ chửi bậy và nói chuyện đó với ai đâu. Cuối cùng là các bạn hãy là một bình luận viên thể thao, mô tả tất cả những gì mà em bé của bạn đang làm trong khi con đang làm điều đó để giúp con học nhanh hơn. Ví dụ như mà như các bạn đã xem bình luận viên đá bóng chẳng hạn, ở trên đài thì là bình luận viên miêu tả rất chi tiết cầu thủ đang di chuyển sang cánh phải, đang sút bóng vào gôn. Tương tự như thế, hãy làm điều đó với con. Bi đang vẽ tranh và Bi đang dùng tay phải của mình vẽ một bức tranh. Bi đang vẽ một con chó, Bi đang vẽ một con voi, Bi đang vẽ một con cá. Đó là những cái bài tập rất là hay. Các bạn hãy trò chuyện với con nhiều hơn, dành thời gian nhiều hơn, và tin tôi đi, các bạn sẽ nhận được cái sự đền đáp xứng đáng từ những nỗ lực của mình bỏ ra. Đó là những đứa con vô cùng thông minh và khỏe mạnh. Và chúng ta sẽ sang đến phần tiếp theo của video, đó là một số những cái điểm đáng chú ý trong cái sự phát triển của con ở độ tuổi là 22 tháng. Màu sắc, sự chuyển động và biểu hiện của khuôn mặt. Khi mà con bạn ở độ tuổi này thì con có rất nhiều thứ muốn xem ở trên thế giới này. Bây giờ là tầm nhìn con đã hoàn toàn khác. Con nhìn mọi thứ đã trở nên là óc của con đã có thể nghĩ một thứ trở nên sắc nét hơn. Bé có thể nhận ra những cái chi tiết rực rỡ hơn và những cái vẻ đẹp tươi sáng hơn trong cuộc sống. Hãy cung cấp cho con của mình thật nhiều đa dạng những cái hình ảnh khác nhau để cho con học. Ví dụ, hãy mua cho con những cuốn truyện đầy màu sắc, những cuốn truyện tranh nhiều hình ảnh. Có thể là vẽ hoa, vẽ khuôn mặt, biểu hiện khác nhau của con người, hình dạng con vật. Hãy mô tả những cái thứ ở trong tranh với con của bạn. Khi các bạn nói chuyện với con, các bạn hãy nói nhiều về hình dạng này, hãy nói về kích thước, hãy nói về màu sắc của những thứ mà con nhìn thấy. Đây sẽ là một thứ rất tốt. Ví dụ, một bức tranh có hình con voi, bạn thấy là ui, con voi rất là to này, con voi có màu xám này, hai cái tai con voi hình tròn. Đó là những cái từ miêu tả rất đơn giản thôi nhưng nó vô cùng hữu ích. Và ở độ tuổi này thì các bạn hãy chú ý đến cái thị lực của trẻ. Hãy gọi cho bác sĩ nếu như trẻ có những vấn đề về thị lực như sau. Thứ nhất là bé không thể tập trung theo dõi vào một đối tượng. Thứ hai là bé không thể nhìn thấy người ở xa, không thể nhận ra được ba mẹ khi ở xa. Thứ ba đó là bé trà mắt rất là nhiều. Thứ tư là bé bị đỏ mắt, khó chịu và đau rát mắt và chảy nước mắt liên tục. Thứ năm đó là bé có bất kỳ một cử động bất thường nào của mắt, ví dụ như mắt lác nhìn đôi, thì đó là những biểu hiện rất nguy hiểm, cần phải cho con đi kiểm tra về thị lực ngay lập tức. Và chúng ta hãy đến với phần cuối cùng của video, đó là một số mẹo nuôi con ở độ tuổi là 22 tháng tuổi. Mẹo thứ nhất đó là ở độ tuổi này, ở 2 tuổi thì con phải biết khoảng 50 từ vựng
Và khi mà con phát âm ra thì phải một nửa trong số những từ vựng đó là người ngoài nghe có thể hiểu được. Và nếu như con không làm được việc này thì cần phải đi kiểm tra xem có vấn đề gì với khả năng phát triển ngôn ngữ của con hay không. Mẹo thứ hai đó là để giúp cho con khỏe mạnh, hãy tập cho con cái thói quen rửa tay thường xuyên trước khi ăn, ngay sau khi con chơi với động vật hoặc là chơi với những đồ chơi. Hãy làm cùng với con và nhắc đi nhắc lại cái việc này, tập cho con thói quen vệ sinh hàng ngày. Mẹo thứ ba đó là đôi khi cha mẹ cũng cần nghỉ ngơi, bạn không thể là ở với con cả ngày được. Thì hãy tìm cho con những người trông trẻ mà con yêu thích, có thể là anh họ, có thể là một người bà con nào đó thân thuộc và bé rất thích chơi với người đó. Và trước khi trao con cho người đó thì hãy điểm lại một vài cái thói quen hàng ngày, hướng dẫn cho người ta cách chăm sóc con của mình. Các phụ huynh sẽ có thời gian rảnh hơn cho chính bản thân mình. Tiếp theo đó là tiết kiệm, có thể là một phương án rất là tốt. Đặc biệt là với quần áo, có thể là mua quần áo cũ mặc second hand giá rẻ nhưng là vẫn là đẹp. Nhưng với đồ chơi các bạn đừng nên tiết kiệm, bởi vì là một số đồ chơi cũ các bạn mua lại và cho con chơi thì có thể bị hỏng và không đủ những cái tiêu chuẩn để đảm bảo cho con sự an toàn. Một mẹo nữa đó là không bao giờ là quá già để làm những thứ ngớ ngẩn, đúng không? Khi bạn chơi với con đừng ngần ngại làm khuôn mặt xấu, trò chuyện với con bằng những ngôn từ nhí nhảnh đáng yêu và tạo ra những tiếng động kỳ lạ để làm cho con vui. Con sẽ rất thích những trò chơi này. Một mẹo nữa đó là các bạn hãy đi bộ cùng với con để khám phá thiên nhiên bằng cách đưa con đi ra ngoài trời. Hãy cùng khám phá các loại côn trùng, các loại hoa, các loại cỏ cây và cùng với con, cả hai sẽ có những trải nghiệm rất là lý thú đấy. Và mẹo cuối cùng đó là để tránh cho con giận dữ và dỗi khi mà mình ép con làm điều gì đó, hãy đưa cho con nhiều lựa chọn hơn. Hãy đưa cho con ít nhất là 2 lựa chọn. Ví dụ như là ví dụ con thích cái quyển tranh này nhưng mà quyển tranh này quá đắt, thì các bạn khi mà đưa cho con cái vấn đề khác, hãy đưa cho con lựa chọn nhiều hơn, hoặc là cố gắng tuân thủ những cái thói quen, cố gắng thương lượng với con bằng cái việc là đưa cho con 2 cái sự lựa chọn, ít nhất là 2 sự lựa chọn trở lên, thì các bạn sẽ thấy là sẽ giảm bớt được cái cơn giận dỗi của con trong việc chăm sóc con. Và vừa rồi bác sĩ Dương đã cùng với các bậc phụ huynh học rất nhiều những cái kiến thức hay và bổ ích, những cái mẹo và chăm sóc con ở độ tuổi là 22 tháng, đồng thời có những cái bài tập để phát triển cái vốn từ vựng của con ở tuổi tuổi này. Hy vọng những thông tin trên là hữu ích cho các bạn. Và các bạn đừng quên đăng ký và bấm chuông kênh YouTube của bác sĩ Dương, chia sẻ đường link này cho bạn bè và người thân nếu như thấy hay và bổ ích. Và bác sĩ Dương xin cảm ơn và hẹn gặp lại.